Hello, Mỹ Mô Tô xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có mặt tại một cửa hàng xe máy nè, chị các bạn mình. Siêu thị mô tô xe máy Phương Nam. Đó, chuyên mua bán và trao đổi những dòng xe xe nè, tay ga nè, xe số, côn tay đều có đủ. Các dòng xe đi làm cũng có luôn nha chị các bạn mình. Có xe gì mình không cần, mình nếu mình chán á, có thể trực tiếp đến cửa hàng mình đổi xe luôn ha. Hoặc mình thích dòng xe nào thì chút xíu nữa em quay á, mình có thể liên hệ qua hai đầu số điện thoại trên màn hình. Đó, cửa hàng thì cũng có hỗ trợ trả góp nè. Đó, và ship xe nha anh chị các bạn. Đây em đã lướt cho anh chị mình một quận nè. Ở trong cửa hàng rất là nhiều xe nha. Sau đó em sẽ quay chi tiết và báo giá của anh chị mình nhé. Các bạn anh chị có nhu cầu quan tâm thì cứ đến ngay địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị các bạn. Đó. Rất là nhiều xe nha anh chị các bạn. Xem chịu khó cho em xin một like ha, cũng như là một lượt đăng ký kênh, và đừng quên nhấn vào chuông khi có đồ mới của em xuất hiện cập nhật cho anh chị em mình nhanh nhất để nắm được cái giá xe hiện tại và những dòng xe mới về ha. Em sẽ cập nhật giá liên tục luôn nha anh chị các bạn mình. Đó. Thì mình sẽ quay từ ở trong này dài ga nha anh chị các bạn. Đó. À, trong đây có tay ga nè, AB nè các bạn. Những dòng AB này thì nói chung giá rất là mềm luôn nha các bạn ơi. Đó, AB nè, đủ mẫu luôn, AB đầu bò, AB 2010 nè, cũng có luôn nè. Đó, con này thì như là chưa có ghi giá luôn. À đây, 9 triệu AB, 9 triệu ha các bạn, AB đầu bò nè. Đó, 13 triệu nha anh em ơi. AB đầu bò hiện tại là như là còn ở đây một chiếc nè. À, bên đây một chiếc nữa. Đó, còn bên đây như là chắc đồng giá luôn, 13 triệu luôn nha các bạn. Rồi, trong đây con này 13 triệu luôn nè, AB đầu bò luôn nha anh em. Còn trong đây 2010 nè, con này 9 triệu. Đó, 9 triệu thôi nha anh em, hỗ trợ trả góp luôn ha. Rồi, con bên ngoài này mới quá, quá can luôn, con này còn mới nha, màu đỏ đen nha các bạn, 22 triệu 9 nè. À, về phần xe thì biển số á các bạn, em chiếc nào em quay được thì mình quay ha, còn quay không được các bạn anh chị mình thông cảm cho em nha. Con này biển 36 nè, con này biển trong đây là 70 ha, không thể nào quay vô trong được ha, anh chị các bạn mình thông cảm. Anh chị các bạn mình nếu mà có nhu cầu quan tâm á, dòng xe đó mình có thể chụp màn hình và gửi qua Zalo trên số điện thoại màn hình nè, có ảnh chi tiết cho anh chị mình xem xe đó lại cho nó kỹ hơn nha anh chị các bạn. Rồi sau đây thì mình sẽ gặp Nhật lô xe côn tay nè, 135 nè. Trong đây thì có Suzuki Asolo, còn một cặp luôn. Một cặp này hình như là bữa anh có báo giá các bạn mình cái clip trước á, 10 triệu một chiếc á. Anh chị nào có quan tâm thì cứ đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng xem xe nha. Đấy, hoặc mình ở xa mà đi không được cứ liên hệ trực tiếp qua hai đầu số điện thoại trên màn hình để được xem video chi tiết, và như là ưng thì cứ cọc xe, cửa hàng sẽ ship xe về tới nơi cho anh chị các bạn mình luôn nha. Qua đây thì 135 thì còn 3 chiếc. Đó. 135 này nè. Có rất là nhiều bạn cũng còn đam mê những dòng xe này. Giá cả hiện tại thì cũng rất là mềm luôn. Con này là như là còn có 15 triệu à. 15 triệu. Bên đây cũng vậy luôn các bạn ơi. 15 triệu 500. Con này được xuống như là lớp nhỏ nè. Bánh căm. Và bên đây con này là như là cao nhất luôn, 18 triệu 9 nha các bạn. Giá cả còn thương lượng bớt cho anh chị mình khi mà liên hệ qua số điện thoại để mình xem xe nha. Còn bớt cho anh chị mình thêm nữa đó. Tiếp theo thì mẫu Sonic Sachia. Đó. Con đầu tiên Sachia nè, con này được giảm 1 triệu 9 luôn, là còn như là 34 triệu các bạn ơi, 2019 nha. Đó. Sonic. Rồi con tiếp theo cũng 2019 luôn. Con này có ghi biển số đây mình đọc cho các bạn mình luôn, 67 nè. Con này giảm là còn 38 triệu thôi các bạn ơi. Rồi tiếp theo Sachia 2020, biển số là 66. Con này còn 38 triệu luôn nè. Đó. Và con bên đây mâm vàng nè, vàng đồng, 35 triệu 900. Đó, có ghi giá đây nè các bạn.
Rồi, Adcenter nha anh em. Adcenter thì con màu đen đây, mâm màu đỏ luôn nè, khá là nổi bật nha. Đó là lên được cây bô kìa. Con này đời 2017 nè, biển là 95, 26.9 triệu nha các bạn. Đó. Và đây màu xanh. Đó, màu xanh ngoài này là mờ luôn. 2017 nè, biển là 36, 25.9 triệu các bạn ơi. Con này được lên một cặp mâm đôi luôn. Đó. Khá là liền lạc và giờ cứng cáp xe nha. Đó, lên đèn nè. Đó, đèn cầu, hai quả đèn cầu rất là ngầu luôn nha. Rồi, con ngoài này. Con này mới về luôn nè. Đó, cũng lên hai quả đèn cầu nè. Đó. Con này giá là 23.9 triệu. Đó, cực mềm luôn. Con ngoài này thì có thể quay biển số cho các bạn mình luôn nè. 36. Đó. Mâm thì được sơn lại rồi. Sơn cái màu bạc. Đó, màu bạc khá là đẹp nha. Rồi, tiếp theo thì tới em xanh GB. Con này 2017, 26.9 triệu nha các bạn. Biển là 63 luôn nè. Đó, về phần xe thì test máy nổ máy không được á thì các bạn anh chị mình thông cảm với em nha. Tại con mình quay anh Thắng mất bận công việc rồi. Anh chị em mình muốn xem chi tiết dòng xe, test máy luôn thì cứ liên hệ qua Zalo giúp em nha. Con này đời 2017 nè, biển 66 nè. 25.9 triệu luôn nha anh em ơi. Màu xanh GB. Rồi, tiếp theo sang một em có cái màu cũng khá độc lạ luôn nè. Em này được độ lên cái dàn áo ở phía sau các bạn. Cái dàn áo nè, cái dưới cái yên ha. Đó. Cái bộ áo nè, độ rất là ngầu luôn. Rồi, con này biển là 79, đời 2018, con này MX King nha anh em. 28.9 triệu nè. MX King là nó có giò đạp ở dưới này nè các bạn. Nhập khẩu từ Indo á. Đây. Đó, có giò đạp nha. Khi mình xe mình hết bình vậy mình có thể đạp chạy được nè. Còn Center thì đâu có giò đạp đâu, anh em thấy rõ ha. Không có giò đạp. Rồi, tiếp theo cũng em Center. Con này màu trắng đỏ nè, 27.9 triệu nè. Cửa hàng thì về phần biển số sang tên thì đều được hết nha anh chị các bạn. Cứ yên tâm ha. Sang tên, đổi chủ, thay đổi biển số đều được hết. Con này biển 67 nè. 2016 và 23.9 triệu. Đó, giá cả thì tùy theo dòng xe và đời xe nha, hiện trạng của xe nha anh chị các bạn, mình cứ tham khảo từ từ nha. Tiếp theo là biển 68, 2017, 26.900 triệu nha anh em. Màu trắng đen. Trắng đỏ đen luôn nè. Đó. Tiếp theo là trắng đen. 2017, con này biển là 73 hả ta? 73, 25.900 triệu. Lên mâm màu vàng đồng. Tiếp theo. Màu đỏ. 2017 luôn nè, biển 36, 25.9 triệu luôn nha các bạn. Rồi, bên đây màu đỏ đen tiếp. 2017 luôn, biển 67 An Giang, 24.900 triệu. Adcenter thì kỳ này nói chung là khá là nhiều luôn đó anh em ơi. Dài ra ngoài kia luôn ha. Có cả dòng Ad 155 có luôn nha. Con này 2018 nè, 26.9 triệu nha các bạn. Biển là 73. Con này đời 2019 là led 3 phan nè, 33.900. Led 3 phan nha các bạn. Đây cũng vậy luôn nè. Con này 27.900 nè. Màu đen nhám nha anh em. Tiếp theo, led 3 phan luôn. Con này 32.900, quá đẹp luôn, xuất sắc các bạn ơi. Xe còn khá đẹp nha anh em. Rồi, màu đen nhám luôn, led 3 phan luôn nè, 33.900. À, còn cực ken luôn anh em ơi. Rồi, led 3 phan. À, phiên bản này bản Mobita nè, con này 2019. Biển số đâu mờ quá, không thấy rõ, 61 hay sao á.
32.900 nha anh em. Cái màu này thì bản này có rất là nhiều anh em ưa chuộng nè. Rồi tiếp theo thì màu đen xám cam đó, led 3 phan luôn nha các bạn, 2019, biển 69 Cà Mau luôn nè, 31.900. Đó, xe còn liền lạc đẹp nha các bạn. Có lên được cây chống đổ kìa. Tiếp theo là màu trắng đỏ, con này được lên nguyên một bộ mâm luôn, mâm trước, mâm sau, mâm đôi luôn các bạn ơi. Đó, rất là liền lạc với cái màu xe nha, cứng cáp xe luôn nè, 2019 luôn. Con này led cũng led 3 phan luôn, 33.900 nha các bạn, hỗ trợ trả góp luôn nha. Đối với những dòng xe mà dưới 40 triệu á, anh em mình mua trả góp thì nếu mà kinh tế chưa có đủ hẳn tiền á, có thể không trả trước được luôn nha. Tiếp theo là màu đỏ nhám. Con màu đỏ nhám này còn rất là ken luôn nha các bạn, mới ken luôn, 33.900. Đấy. Rồi, chuyển sang dòng xe Yamaha MX King nè, nhập khẩu Indo. Đó, led 3 phan luôn nha các bạn. Con này 2019, biển 66 Đồng Tháp, 34.900, MX King nha các bạn. MX King thì có giò đạp đó, đó anh em mình cũng đã biết ha. Đây. Đó, cái giò đạp dưới đó. Rồi, đây ad Center 155 phân khối nè. Hiện tại thì đây là màu đỏ nhám và một màu đỏ, trắng đỏ. Con này biển 69 2022, 45.900 nha các bạn. Con này chìa khóa thông minh luôn. Đó. Con ngoài là biển 36 nè. Con này chìa khóa cơ nha các bạn. Đó, khóa cơ là khóa thường như thế này nè. Rồi, con này 44.900 mà giảm 1.900, hình như là còn 43. Đó. Về phần xe côn tay nha các bạn. Côn tay thì đây, mình sẽ chuyển qua đây mình xem tiếp đây nè. Đó. Các bạn ơi, rất là nhiều xe nha. Winner nè, Winner V1 nè, GTR nè các bạn. Đó, đủ loại đủ màu cho anh chị mình luôn. Rồi bên ngoài này là Winner X nè. Đấy, Winner X nè, quay cho anh em mình xem nè. Đủ tất cả các phiên bản luôn, các màu cho anh chị em tha hồ lựa luôn nè. Đấy. Rất là đẹp nha. Rồi. Thì đây mình bắt đầu báo giá từ từ nha các bạn. Còn ở trong cùng trong đây là màu xanh, kiểu như là xanh ngọc, xanh đen nha. Bản này là bản ABS luôn nè, 32.900. Rồi tiếp theo là con bên đây. Đó, con bên đây bản ABS luôn. Con này không à, chưa thấy giá luôn, chắc mới về sao nè. À, giá trên đây 32.900 các bạn. Rồi bên đây cũng là 32.900 luôn nè, ABS luôn nha các bạn. Rồi con bản phanh đĩa thường nè, 28.900. Tiếp theo ABS nữa nè, con này 31.900 nè các bạn. Chút xíu mình quay biển số lại cho anh em mình xem nha. Rồi con màu đen này, con này giá đâu mất rồi. Anh em nào con nào chưa có giá mà có thể chụp màn hình và gửi qua Zalo nha, mà thích xe đó ha. Con này bản ABS luôn, chắc tầm trên 30 đó các bạn. Có bản ABS là tầm trên 30 hết, 31, 32 gì đó. Con này cũng vậy luôn. Và con đây 32.000.000 nè, bản ABS luôn nha anh em. Rồi sau đây mình vô đây mình quay cái biển số cho anh em mình xem nha. Nè, nguyên một lô trong đây cũng còn nữa nè, Vinx nè. Rồi con trong này là biển 93 nè, và 81, 75 nha anh em, 95, 47, 67 nè, 69 đó, và 93 ha. Rồi qua đây này còn mấy em trong đây mình báo nốt luôn nè. Vinx con này đời 2019, 28.900, biển là 68 Kiên Giang luôn nè, bản phanh đĩa thường ha. Con ở đây 27.900, 2020, biển là 29. Rồi tiếp theo là bản ABS. ABS con này 30.900, 2020.
Đó. Rồi. Trong đây luôn nè. Con này 28 triệu 9. Phanh đĩa thường nha các bạn. Phanh đĩa thường tiếp nè, con này màu cũng khá nổi quá ta. Con này màu cực nổi luôn. Giá anh ghi ở đâu rồi ta? Đây là mới về chưa có ghi giá nữa nè các bạn. Các bạn anh em nào mà thích màu này thì cứ chụp màn hình nha. Rồi chuyển sang dòng Winner nè. Winner V1. Con này 26 triệu 9. Đó. Tiếp theo là màu cam đen 2017 biển 68 24 triệu 900. Ha anh em nha. Còn những dòng xe tay ga rẻ rẻ tiền nè anh em, tầm trên đâu 9-10 triệu à. Đó. Mười mấy triệu, trên 10 triệu là cũng có xe luôn á anh chị em mình ha. Rồi ở đây là Winner. Winner 26 triệu 9 nè. Đó. Ở đây GTR 2020 45 triệu 900, biển là 67 An Giang nha các bạn. Ở đây cũng vậy luôn, con này mà biển là 83 GTR nha các bạn, 38 triệu 9, 2018. Tiếp theo là Winner V1, biển là 65, con này 2019 28 triệu 9 nha anh em. Rồi đây cũng vậy nè, 2018 luôn, biển 83 26 triệu 900. Còn bên đây 26 triệu 900 luôn ha. Anh em nào trong đây mình không có thể nào quay cái biển số được á, chưa có ghi cái biển số trên đây không có đọc được á, các bạn mình thông cảm ha. Thích những dòng xe có thể chụp màn hình và gửi qua Zalo nha anh chị các bạn. Có ảnh video chi tiết cho anh chị mình xem lại cho nó rõ hơn nha anh chị các bạn ha. Rồi ngoài ra thì bên cửa hàng còn rất là nhiều xe nha anh em, chẳng hạn như tay ga nè, Vario nè, Vision nè, Janos nè, Vespa nè các bạn, NVX nè, SH Mo nè, kỳ này khá là nhiều nha, SH Ý cũng có luôn kìa, 206 á còn luôn ha. Ngoài này thì SH Việt lên áo Ý cũng có luôn, thắt lớn đó các bạn, 125 và 150 đều có đủ hết ha. Đó, màu trắng, màu đen, màu đỏ, đó, đều có tất cả màu cho anh chị em mình tham khảo nè. Đây, ngoài dài ở đây luôn. Đó, rất là nhiều nha anh em mình, anh chị các bạn mình có nhu cầu quan tâm dòng xe nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Hoặc đến địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Chí An, Bình Dương nha anh chị các bạn. Để xem những dòng xe mình cần mua ha, cửa hàng có hỗ trợ trả góp luôn và ship xe cho anh chị em ở xa luôn nha. Có lẽ là video em kết thúc tại đây ha. Anh chị em mình muốn tham khảo những dòng xe tay ga thì hãy bình luận bên dưới. Clip sau em sẽ cập nhật những dòng xe tay ga tiếp cho anh chị em mình xem nha. Cảm ơn anh chị em mình đã theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn trong những video tiếp theo.